sầu riêng, măng cục. Thôi em ăn mít đi. Sầu riêng nhiều kìa. Sầu riêng 50, hai rẻ ở dưới là 60. Bơ ở đây. Rồi, mít đi chị. Bỏ mít. Trái cây vàng ở đây hết nha. Trái cây ở đây mà. Thôi mình ăn mít thì được rồi. Rồi này là ăn giỏi là ăn sơ. Trái này ăn giỏi ăn sơ. Mấy trái kia nó chưa có chín. Chưa chín à? Chưa chín mấy. Hơi chín bấu rồi. Nghe thơm rồi mà. Nghe thơm mà chưa có chín nhừ đâu. Rồi trái này dở quá, không có muối nào hết. Trái này không có muối. Đây nè. Tại mà nó bị ở bên đây rồi. Cắt cho em cầm cuốn đi. Cắt bỏ cho mình. Nghe thơm rồi, chắc ăn được rồi. Ăn được rồi mà nó chưa có chín nhừ. Đúng rồi. Ăn về mới ngon. Để chín nhừ quá nó lại không ngon. Đây nó dính mấy muối vô đây rồi. Đây cầm luôn cái chỗ này mày muốn nó. Cái này là mình cắt bỏ phải không anh? Cái này mình cắt bỏ cho nó nuôi nuôi trái. Đó, đây là cắt bỏ nè. Quá sợ chịu canh. Phải trái xấu người ta phải cắt bỏ để người ta để nuôi.